Tôi muốn tất cả anh chị em mình hãy bắt đầu. Thưa với Chúa, tôi gọi đây là lời cầu nguyện cam kết với Chúa. Và Đức Thánh Linh sẽ thăm viếng mỗi một chúng ta giờ này. Amen. Cam kết nha. Lạy Chúa, con đến trước mặt Ngài. Con cam kết tấm lòng con cho Ngài. Hôm nay con quyết định sống yêu thương. Con quyết định sống vui mừng. Con quyết định sống bình an. Con quyết định sống trong sự nhân từ. Con quyết định sống trong sự nhu mì. Con sống trong sự mềm mại. Con sống trong sự trung tín. Và con sẽ sống trong một đời sống tiết độ với Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, hãy gia tăng điều này trong con. Gia tăng điều này trong con. Đầy dẫy những điều này trong con. Con quyết định không bao giờ chứa chấp bất cứ một sự cay đắng nào, bất cứ một sự hận thù nào, bất cứ một sự buồn khổ nào, bất cứ một sự lo âu nào, và nhiều điều khác nữa. Nó không có chỗ trong lòng con. Con thuộc về Chúa. Chúa Thánh Linh đầy dẫy con giờ này. 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 Đây dạy con giờ đây. Đây dạy con giờ đây. Đây dạy con giờ này. Đây dạy trong lòng con giờ đây. Đây dạy trong lòng con. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Những anh chị em khác thì nhắm mắt mình lại. Nào, giơ hai tay lên. Rồi, cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện. Anh em hãy sẵn lòng đón nhận nha. Cha yêu quý, con cầu nguyện cho dân sự ở nơi này, những con người khát khao Ngài, khát khao được đầy dẫy quyền năng của Ngài. Lạy Chúa là những con người được thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu. Cha ơi, hãy tuôn đổ Đức Thánh Linh trên họ giờ này. Tuôn đổ Thánh Linh trên họ giờ này. Tuôn đổ Thánh Linh trên họ giờ này. Tuôn đổ Thánh Linh trên họ giờ này. Đón nhận anh chị em. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận trên từng đôi tay của anh chị em. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy quyền năng và sự thăm viếng của Thánh Linh Ngài. Tuôn tràn. Tôi nói cơn gió của Ngài đến trên anh chị em giờ này. Thân của Đức Chúa Trời đến trên anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi. Hãy kiên nhẫn đi. Tiếp tục 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 nào. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Cha ơi, con khai phóng những ơn của Ngài trên họ. Con khai phóng những ơn tri thức trên họ. Con khai phóng những ơn không ngon trên họ. Khai phóng những ơn phân biệt linh trên họ. Khai phóng những ơn chữa lành giải cứu trên họ. Khai phóng những ơn làm phép lạ trên họ. Khai phóng những con người này. Mắt họ mở ra, tai họ mở ra, lòng họ mở ra. Họ sẽ vận hành trong ân tứ của Thánh Linh Ngài. Đón nhận anh chị em. Đón nhận nào. Ai tin giờ này hãy nhận. Ai tin giờ này hãy nhận. Ai tin giờ này hãy nhận. Tất cả ơn từ trời này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy vận hành. Vận hành. Con mời Thánh Linh Ngài vận hành. Con mời Thánh Linh Ngài đổ đầy. Con mời Thánh Linh Ngài đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngài làm những điều đó để cho anh em trở thành con gặt của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Ok. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo.
Chúa yêu hết thảy anh chị em.